Chào cả nhà, trong video này thì shop sẽ tiếp tục quay cho cả nhà mình xem các cái loại kẹo đặc sản của shop ha. Thì hôm nay shop vừa mới có một cái loại kẹo mới vừa lên nữa nè cả nhà ơi. Đó là cái loại kẹo khóm dừa non bánh tráng. Thì cả nhà mình thấy đây là cái loại kẹo khóm dừa non bánh tráng của shop nè. Thì hiện giờ đó đây là một cái loại kẹo rất là được các cái khách ủng hộ. Thì đối với cái loại kẹo khóm dừa non bánh tráng này, cả nhà mình thấy đây là một cái viên kẹo của nó nè. Thì nó sẽ có rất là nhiều đậu phộng ha, và cái màu vàng của nó là cái nhân khóm của cả nhà. Thì ở trong mỗi cái viên kẹo này nó sẽ có thêm dừa non nữa, do đó khi mà mình ăn á thì kẹo này nó sẽ có cái vị chua chua của khóm, cái vị bùi bùi của đậu phộng và có cái vị của dừa non nữa. Thì bây giờ shop sẽ khui một cái viên kẹo cho cả nhà mình xem ha. Thì đây là của một cái viên kẹo dừa non bánh tráng nè. Cả nhà mình thấy là nó có mè nè, nó có đậu phộng nè, nó có khóm, có dừa non bên trong và nó rất là dẻo luôn. Và khi cái bánh tráng ở phía sau nữa thì nó sẽ làm cái viên kẹo rất là xốp đó. Thì hiện giờ là shop đang bán rất là chạy cái loại kẹo này luôn nha cả nhà ơi. Thì hiện giờ thì shop rất là mong nhận được đơn hàng của cả nhà mình về kẹo dừa non đậu phộng bánh tráng ha. Cảm ơn cả nhà.